Ai lên tới làng thì sơn châu thổ hỏi thăm đền tiên đi chùa cà phê một vùng sơn thủy sơn khê ê à. Một vùng phong mê cảnh sơn khê hồn đi thiên sông núi danh như tài còn ghi trong tình cũ Lê Triều Thái Tổ một thôn nghèo mang đi đỏ trên nương làm chiều khói tỏa làm chiều khói tỏa mãi sương chim đều vượn ngót đi bên đi đường hoa chén ngày thiên sứ chọn một giờ trời trái tim thanh nhi khắp mùng yên lặng bạn về đêm về đêm sau xa sáng nghe tỏ bên thêm ý à. Sao say sáng tỏ bên đi thêm chợt nghe sáng hà tiên đi nàng thanh linh giảm phong từ hoa kỳ đua thắm luyện phép tiên đơn thái thượng bảo quân đinh tử vi xem tư bởi trong mi ra sự bởi phân phèn mưa đoán thần tướng thương dẫn mi chính đạo giải hạn tái chỉ bảo căn gió dần đòi tàn bảo bất thank you.
khắp hang động xuân khi mi Chúa rào Yeah.
sắm xe phong cảnh đến đây thắp theo hôn phúc thông cây sườn già chẳng đi soi bóng liễu làm ý một